Quý cô bác, anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp ngày hôm nay. Trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp tới, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc năm mới an khang thịnh vượng, đón xuân sang phúc hưởng thanh nhàn, lộc nhiều may mắn trời ban, phát tài phú quý, con đàn cháu đông, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Tiên tri chấn động chính xác 100%, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, đón xuân mới 2024, được các tinh hội tụ, thần tài chiếu cố nồng hậu, giàu có bất ngờ, tiền tỷ cầm tay, phất lên như diều gặp gió, xóa sạch nợ nần, đổi vận cực giàu. Thưa quý vị, trong cuộc đời của Kỷ Dậu nhất định phải trải qua một lần đối mặt với sinh tử mới có thể minh bạch sinh mệnh quan trọng tới nhường nào. Kỷ Dậu nếu đã trải lâm trọng bệnh mới hiểu cuộc sống thật tuyệt vời biết bao, thế sự vô thường, đời người là hữu hạn, sinh mệnh mong manh ngắn ngủi, không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, vậy nên hãy sống trọn vẹn với hiện tại, trân quý mọi người xung quanh. Trong những năm gần đây trên thế giới thường xuyên xảy ra những thảm họa, động đất, sóng thần, dịch bệnh, cúng, lũ lụt, hạn hán lần lượt xuất hiện ở nhiều nơi, khiến vô số người phải âm dương cách biệt với người thân bạn bè. Mỗi khi nhìn thấy một hình ảnh khiến người ta trào dâng lên sự buồn thương, mỗi khi nghe tiếng khóc thảm thiết của người chịu cảnh mất đi người thân, nhiều người trong chúng ta ắt hẳn sẽ không kìm được sự chua xót mà thốt lên, sinh mệnh quả thật mong manh làm sao. Vậy thì khi sinh mệnh không còn, tiền bạc vật chất hay địa vị danh vọng đâu còn quan trọng nữa. Đối với Kỷ Dậu, tử vi thiên mệnh tin chắc rằng ở cái tuổi 60 này, đâu còn gì chưa từng trải nữa. Thế sự vô thường, đời người là hữu hạn, sinh mệnh mong manh ngắn ngủi, không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, vậy nên hãy sống trọn vẹn với hiện tại, trân quý mọi người xung quanh, những việc cần làm, hãy gắng hoàn tất, những người nhung nhớ hãy sớm gặp mặt, đừng lưu lại tiếc nuối suốt một đời, hy vọng Kỷ Dậu có thể sớm lĩnh ngộ những điều trân quý trọng sinh mệnh, nhân tâm hướng thiện, tôn kính tam bảo, ắt sẽ được sự bảo hộ của thần Phật và trong suốt phần đời còn lại, hãy sống khỏe mạnh, nuôi dưỡng một trái tim chân thành, thiện lương, nhẫn nại, sống một cuộc đời ý nghĩa để chọn kiếp bình an. Hy vọng với phần dự đoán năm 2024 của quý cô bác tuổi Kỷ Dậu dưới đây, Minh Đường Tử Vi tin chắc rằng bài luận giải sẽ có ích đối với Kỷ Dậu ở chặng đường phía trước này. Nếu thấy hay, mong quý cô bác hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho đội ngũ ban biên tập chúng tôi nhé. Cảm ơn thiện tâm của quý cô bác. 1. Đầu tiên là tổng quan vận mệnh cuộc đời người tuổi Kỷ Dậu 1969. Người sinh năm 1969 là tuổi con gà, tức là năm Kỷ Dậu, sinh năm 1969 mệnh thổ, đại trạch thổ, đất nhà lớn, cung mệnh nam, cung mệnh nữ, cung tốn mộc, thuộc đông tứ mệnh, cung khôn thổ, thuộc tây tứ mệnh, Phật ban phúc, Phật A-di-đà, Phật ban trí, hư không tạng Bồ-Tát, Phật hộ mệnh, tỳ sa môn, Phật bảo hộ, bất động minh vương. Kỷ Dậu là người có trách nhiệm, tính tổ chức và tinh thần kỷ luật cao. Họ rất chuyên cần làm việc hiệu quả, có khả năng hoàn thành nhiều nhiệm vụ. Con giáp này sẽ nhận trách nhiệm mà không trông chờ được đền đáp, động cơ thúc giục họ chính là thành công. Kỷ Dậu đề ra tiêu chuẩn cao cho bản thân và mong đợi những người khác làm theo, va chạm có thể xảy ra với đồng nghiệp khi các điều kiện này không được đảm bảo. Con giáp này nên học cách không đòi hỏi quá cao ở người khác và không nghiêm trọng hóa vấn đề. Kỷ Dậu ổn định và tính thực tế, Kỷ Dậu thường điềm tĩnh và chín chắn, họ khá dè dặt và thận trọng khi đưa ra quyết định, không uyên bác như những tuổi Dậu còn lại. Kỷ Dậu nổi trội bởi trí thông minh mang tính thực tế, kết quả của những quan sát bền bỉ và sự ngấm dừng những bài học mà cuộc đời đã dạy. Sự trầm tĩnh của Kỷ Dậu có thể chuyển thành những thay đổi mang tính triết lý ở tuổi trung niên, con giáp này có thể có niềm tin sâu xa ở tôn giáo và các lĩnh vực tâm linh. Ở mặt trái của vấn đề, Kỷ Dậu thiếu linh hoạt hơn các tuổi Dậu còn lại, họ khá cương quyết và không khoan nhượng trong quan điểm cũng như quan hệ với mọi người. Kỷ Dậu có thể bám quá chặt vào một niềm tin hay quan điểm nào đó,
nhất là khi đã đứng tuổi. Kỷ Dậu có nhu cầu hết sức lớn về an toàn vật chất và tình cảm, cũng giống như những chú gà chẳng muốn rời xa trang trại. Người tuổi này hạnh phúc nhất khi sống giữa môi trường quen thuộc đã lâu. Họ không muốn có những trải nghiệm mới kỳ lạ. Tuổi Dậu không phải con giáp dễ tính nhất và hơn ai hết họ hiểu rất rõ điều này. Người sinh năm Dậu cần bạn đời biết chấp nhận những tính cách kiểu Dậu và không phản đối việc họ thường xuyên cục ta, cục tác quảng bá cho mình. Đổi lại bạn đời sẽ được đền đáp bằng đức tính cần mẫn và lòng trung thành vĩnh viễn của tuổi Dậu. Những phẩm chất này đặc biệt ăn sâu ở Kỷ Dậu, con người cực kỳ đáng tin cậy và trung thành tới tận xương tủy, hết mình vì gia đình. Bất kể là nam hay nữ, Kỷ Dậu sẽ vận dụng tối đa khả năng để hoàn thành các trách nhiệm gia đình. Nếu là người trụ cột, họ sẽ cố gắng đảm bảo mọi nhu cầu vật chất và tiện nghi của người thân. Nếu là người nội trợ, họ sẽ giữ cho nhà cửa luôn sạch sẽ và yên ấm. Màu hợp với tuổi Kỷ Dậu là đỏ, vàng, màu khắc với tuổi Kỷ Dậu là xanh. Tuổi Kỷ Dậu tính khí khá tùy duyên, thuận tiện mà hành xử, làm việc họ cơ chí linh hoạt, tháo vát, có nhiều kế hoạch và sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng mang lại lợi ích đa chiều nhất. Cá tính tùy duyên, tùy thời, khi bãi bể, khi nương dâu, khiến họ dễ bị dao động tâm tư, lập trường và nguyên tắc. Nhờ linh động nên những người này thường được yêu mến vì dễ tính, thoải mái mà lại đạt hiệu quả cao trong thời kỳ biến động. Người tuổi Kỷ Dậu yêu cuộc sống tự do, không thích bị câu thúc. Những biến cố thay đổi bên ngoài thường tác động mạnh tới họ, hoặc có lợi thì họ vận dụng, hoặc có hại thì họ cố thủ thu mình. Trong giao tiếp, thái độ ôn hòa, điềm tĩnh của thuộc tính Thổ kết hợp với sự linh động, giỏi ứng biến, không quá cố chấp bảo thủ nên họ thường đạt được hiệu quả cao. Lòng người thường hướng về ủng hộ cũng như bản tính vốn có. Những người tuổi Kỷ Dậu thường phải trải qua quá trình học tập, tôi rèn kỹ lưỡng mới có thể giúp ích cho đời và thu được thành quả. Họ rất tin số mệnh vì chịu quy luật biến thiên của địa chất nên thành công hay thất bại của họ do bối cảnh thiên thời địa lợi ảnh hưởng, tác động nhiều. Tuổi Kỷ Dậu có một nỗi buồn trải dài theo thời gian vì những sự biến động bãi bể nương dâu tác động mạnh, rồi nhân tình thế thái, vạn vật đổi thay. Tuổi Kỷ Dậu có một nhân sinh quan tiến thủ, luôn muốn thể hiện bản thân và khát vọng giúp đỡ cuộc sống của con người, mang lại hạnh phúc cho con người. Con số hợp với tuổi Kỷ Dậu là 2, 5, 8, 9. Con số nào khác tuổi Kỷ Dậu là 3, 4. Xem sao mạng tuổi Kỷ Dậu 1969 trong năm 2024. Người xưa cho rằng, mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh, tất cả có 9 ngôi sao. Cứ 9 năm lại luân phiên trở lại, mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh, có sao tốt, có sao xấu. Năm nay nam mạng thân chủ gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh, hung tinh, ách tinh, chủ về tiểu nhân, xuất hành đi xa không lợi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thưa kiện, gia đạo không yên, hay có chim bao mộng mị, chăn nuôi thu lỗ, xấu tháng 4, tháng 8, công việc làm ăn có phần trở ngại, tranh chấp, tình cảm cũng bất an, bản thân cần phòng tai nạn. Lưu ý ảnh hưởng của sao tới thân chủ, xấu, ngũ hành của thân chủ là thổ, ngũ hành của sao là thổ, ngũ hành của thân chủ và ngũ hành của sao không tương sinh, tương khắc nên vận hạn không có gì thay đổi nhiều. Hóa giải sao chiếu mệnh, ngày 19 âm lịch hàng tháng, từ 21 đến 23 giờ, cúng 5 ngọn đèn, nếu không có đèn có thể dùng nến, nhưng nếu trời có gió mạnh thì không dùng được nến, 5 chén nước, 3 cây hương, dùng giấy vàng viết bài vị trung ương mậu kỷ thổ, đức tinh quân, khấn cung thỉnh thiên đình hoàng trung đại thánh thổ địa, địa la thổ tú tinh quân vị tiến, lại về hướng bắc nên cúng để được may mắn. Đối với nữ mạng, năm nay thân chủ gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh, tai tinh chủ về tật ách, xấu vào tháng 2 và tháng 8, lưu ý ảnh hưởng của sao tới thân chủ, không tốt về thai sản, kỵ máu huyết, ngũ hành của thân chủ là thổ, ngũ hành của sao là hỏa, ngũ hành của thân chủ và ngũ hành của sao tương sinh, vì là sao hung nên hạn của bạn sẽ nặng hơn bình thường, hãy đề phòng. Hóa giải sao chiếu mệnh, ngày 29 âm lịch hàng tháng, từ 21 đến 23 giờ, cúng 15 ngọn đèn, nếu không có đèn có thể dùng nến, nhưng nếu trời có gió mạnh thì không dùng được nến, 15 chén nước, 3 cây hương, dùng giấy hồng viết bài vị Nam Phương Bích Khấn, cung thỉnh thiên đình Minh Ly cung đại thánh Hóa Đức Vân Hán tinh quân vị tiến, lại về hướng Nam, nên cúng để được thuận lợi. Năm 2024 thân chủ gặp hạn ngũ mộ, hạn nhẹ, đề phòng hao tốn tiền của, lòng đức làm ăn khá tốt, việc gì toan tính cũng đều thuận ý, dễ làm ăn, đi đường cũng tốt, gặp may mắn, mua bán đều gặp lợi, nên bắt đầu hoặc làm ăn mạnh dạn. Năm 2024 tức năm Giáp Thìn sẽ không phạm tam tai, năm 2024 gia chủ 56 tuổi, tiến hành xây nhà không rơi vào hạn kim lâu, năm 2024 gia chủ 56 tuổi, nếu năm đó tiến hành xây nhà phạm hoang ốc.
Năm Giáp Thìn 2024, Kỷ Dậu 1969 có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy sau để cầu sự bình an, điều tốt lành như mặt Phật bản mệnh, vòng tay trầm hương. Những người sinh năm Kỷ Dậu 1969 được Phật Bất Động Minh Vương hộ mệnh, bản mệnh nam Kỷ Dậu đeo mặt Phật Bất Động Minh Vương bên mình để luôn nhận được sự che chở, dẫn đường chỉ lối của Đức Phật. Tuổi 1969 trong ngũ hành có mệnh thổ, nên chọn mặt Phật làm từ đá mắt hổ vàng nâu, tương hợp, hoặc đá mã não đỏ, tương sinh, thì rất tốt cho bản mệnh. Xuất hành mùng 1 Tết, bản mệnh muốn đón tài thần thì đi về hướng Đông Nam, đón hỷ thần thì đi về hướng Đông Bắc. Các khung giờ hoàng đạo tốt cho việc khởi hành như sau: giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ. Để chào đón năm mới tốt lành, may mắn đạt được nhiều thành công, người Việt ta có rất nhiều phong tục đẹp như khai bút đầu xuân, khai trương, mở hàng, học sinh, sinh viên, giới trí thức chọn ngày lành tháng tốt khai bút đầu xuân để mong ước một năm học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt, sự nghiệp công thành danh toại. Người lao động, người làm tự do khai xuân để cầu công việc suôn sẻ, tài lộc phơi phới. Những ngày đẹp quý bạn có thể chọn để tiến hành các công việc này là ngày mùng 2, mùng 4, mùng 7 tháng Giêng âm lịch. 2. Đánh giá chung vận trình tử vi 4 phương diện, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, năm 2024 như sau. Năm sinh 1969, tuổi Can Chi, Kỷ Dậu, số tuổi xem tử vi 56 tuổi âm lịch, giới tính, nam mạng, mệnh ngũ hành, đại trạch thổ, thiên can, kỷ thổ, địa chi, dậu kim, cung mệnh, nam cung tốn, nữ cung khôn. Người tuổi Kỷ Dậu cũng trải qua một năm 2024 không có nhiều biến động, bạn có cách hành xử nói năng điềm đạm, nên tạo dựng được quan hệ tốt đẹp với mọi người, tránh được những tranh chấp, mâu thuẫn không đáng có. Phương diện sự nghiệp phát triển bình ổn, bạn là người giàu kinh nghiệm nên đưa ra được nhiều quyết định chính xác, giúp ích cho tập thể. Nếu làm lãnh đạo, bạn thường nhận được sự tôn trọng và nể phục của nhân viên cấp dưới. Tình hình tài chính phát triển rực rỡ khi bạn liên tiếp nhận được tiền thưởng nóng hoặc tiền lời lãi mà không tốn quá nhiều công sức. Bản mệnh kiếm tiền dựa vào công sức của chính mình nên có thể yên tâm hưởng thụ, không lo bị ai chiếm đoạt. Tuy nhiên, trong gia đình thì bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến nửa kia và con cái của mình, chớ đưa ra những ý kiến áp đặt người khác. Trước khi ra lệnh thì hãy đặt mình vào vị trí của người thân, như vậy thì bầu không khí gia đình sẽ hòa thuận hơn nhiều. Về phương diện sự nghiệp, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Kỷ Dậu có nhiều bước tiến rõ rệt trong năm này. Một phần là nhờ có nhiều cát tinh phù trợ, nhưng phần lớn là nhờ chính bạn đã luôn chăm chỉ nỗ lực, không quản ngại khó khăn. Cục diện nhị hợp cho thấy bạn luôn duy trì được đầu óc tỉnh táo, phản ứng nhanh nhạy nên thường đưa ra được những quyết định nhanh chóng và chính xác, nắm bắt thời cơ, dẫn đầu xu hướng. Năm này nếu có ý định thực hiện những dự định lớn lao, thì bạn có thể lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để tiến hành ngay. Dù là người vừa bước chân vào môi trường mới hay người đã có nhiều năm kinh nghiệm, bản mệnh cũng gây được ấn tượng với cấp trên và được dành cho nhiều cơ hội để khẳng định bản thân. Chính quan soi chiếu là dấu hiệu chứng tỏ bạn hoàn toàn xứng đáng và đủ năng lực để đứng ở một vị trí cao hơn, giúp phát huy tài năng và mở rộng tầm ảnh hưởng, dẫn dắt tập thể đi tới thành công. Cát tinh tử vi đem lại tác động tích cực, giúp các mối quan hệ xã giao của bạn được mở rộng. Con giáp này có thể quen biết được với quý nhân trong năm nay. Đối phương không chỉ truyền dạy những kinh nghiệm quý giá giúp bạn khắc phục khó khăn, mà còn có thể đưa ra cho bạn những lời gợi ý hữu ích, giúp bạn tìm ra hướng đi mới phát triển bản thân. Tất nhiên, không phải thời điểm nào trong năm bạn cũng gặp vạn sự như ý, do tác động của hung tinh như tử phù chẳng hạn. Hung tinh này tuy nhỏ nhưng nếu chủ quan khinh suất, nó có thể biến những cơ hội tưởng chừng ngon ăn thành nguy cơ bất cứ lúc nào. Do đó, bản mệnh dù có đang thắng thế của chớ tỏ ra kiêu ngạo, coi thường người khác. Nếu bạn không chú ý cách hành xử thì có thể biến bạn thành thù bất cứ lúc nào. Kẻ tiểu nhân cũng luôn rình rập, chờ lúc bạn phạm sai sót là tìm cớ để hạ bệ bạn ngay. Trước khi quyết định bắt tay vào một công việc nào đó, bạn nhớ đánh giá tình hình và cân nhắc tới thực lực của bản thân. Không nên cố chấp theo đuổi một điều gì đó, hoặc quá cả tin nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu. Năm nay bạn cứ đi chậm mà chắc, thì cơ hội thành công cao hơn là chạy theo xu thế thị trường. Muốn phát triển thì hãy phát huy điểm mạnh của bản thân. Về phương diện tài lộc, xem tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2024 về phương diện tài lộc thấy rõ, dấu hiệu vượng phát tăng tiến, hứa hẹn tiền bạc rủng rỉnh hơn nhiều so với năm ngoái.
Nhiều cơ hội ập tới, hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nắm bắt chắc chắn công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng với người theo đuổi con đường sự nghiệp, công danh. Bạn gặt hái được thành cao trong công việc nên thường được lãnh đạo đánh giá rất cao nhờ có cục diện nhị hợp và các tinh tử vi soi chiếu. Bản mệnh dễ được phân công những nhiệm vụ quan trọng. Nếu hoàn thành tốt thì không những được tuyên dương khen thưởng mà còn có thể được thăng chức, tặng thưởng, tăng lương. Nếu tự nhận thấy mình đóng góp nhiều cho sự phát triển của tập thể, bạn cũng có thể tự tin đề xuất được tăng lương với cấp trên. Chắc chắn chẳng vị lãnh đạo nào có thể từ chối một nhân viên xứng đáng như bạn. Chính quan cho thấy, những người làm lãnh đạo thường đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể phát triển ổn định và nhanh chóng hơn xưa. Những thành tích gặt hái được giúp tập thể thu về không ít lợi nhuận. Bạn không những làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho những người tin tưởng đi theo mình. Với người làm kinh tế, bạn được chính tài phù trợ nên nhiều mối làm ăn buôn bán thu được lời lãi vượt ngoài dự tính. Hơn nữa, bạn còn là người có mối quan hệ rộng rãi, làm ăn giữ chữ tín nên số lượng khách hàng tin tưởng ngày càng đông. Bạn có thể kiếm được một khoản ổn định mà không cần quá lo lắng đến sự cạnh tranh của đối thủ. Bản mệnh cũng có thể xem xét đến việc ký kết thêm hợp đồng hoặc mở rộng quy mô buôn bán. Sản xuất trong năm này, có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, song làm đến đâu thấy kết quả đến đấy, bạn sẽ thấy công sức mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, hãy đề phòng sức ảnh hưởng của tam tai và hung tinh tử phù. Bạn nên thận trọng nếu có ý định bước chân vào một lĩnh vực nào đó mới mẻ. Đừng thấy ai kiếm tiền về đầy túi cũng muốn bắt chước theo, bởi có thể đối phương có những lợi thế mà bạn không có được. Tốt nhất làm việc gì cũng hãy căn cứ vào tình hình thực tế. Có khi phát triển thị trường ngách cũng sẽ giúp bạn thu tiền về đầy túi, còn nếu chạy theo xu thế thị trường hoặc mua quán nghe theo lời rủ dê bạn sẽ sớm cháy túi. Về phương diện tình duyên, phương diện tình cảm của người tuổi Kỷ Dậu có tốt có xấu do cả những yếu tố khách quan và chủ quan. Vì thế bạn nên chú ý hơn trong cách nói năng hành xử, trong mối quan hệ với mọi người xung quanh để hạn chế rắc rối. Bên cạnh đó, một số người cũng phải lý trí hơn trong chuyện tình cảm, chớ siêu lòng vì lời ngon tiếng ngọt của những người mình chưa thực sự hiểu rõ. Muốn biết đối phương có thực lòng với mình hay không, đừng chỉ nghe lời đối phương nói. Bạn cần để ý xem những hành động của đối phương có thể hiện rõ sự quan tâm, chân thành với mình hay không. Với người đã lập gia đình, mối quan hệ của vợ chồng bạn không có nhiều biến động, song nhưng đó cũng không phải là dấu hiệu tốt lành trong năm nay. Có thể những dấu hiệu rạn nứt đang xuất hiện dần dần mà cả hai đều không nhận ra. Mỗi ngày hãy dành thời gian để trò chuyện và giúp đỡ nhau. Những việc làm nhỏ nhặt cũng đủ thể hiện sự quan tâm và giúp tình cảm thêm phần gắn kết. Người trưởng thành khó tránh khỏi những lúc phải xã giao tiệc tùng, song bạn cần phải chủ động giữ khoảng cách thích hợp với người khác. Đừng để đào hoa xấu có cơ hội xuất hiện. Trước khi làm việc gì bạn cần nghĩ tới người thân, đừng buông thả bản thân kẻo hối hận cũng không kịp. Xét về phương diện sức khỏe. Xem tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2024, về phương diện sức khỏe rất đáng mừng là đương số duy trì được tình trạng sức khỏe khá tốt khi bước sang năm 2024. Con giáp này hãy nhắc nhở bản thân duy trì lối sống điều độ, dành thời gian để rèn luyện thể dục thể thao giúp cơ thể thêm phần dẻo dai khỏe mạnh. Với người đang có bệnh trong người, hãy luôn suy nghĩ lạc quan và thực hiện đúng theo lời dặn dò của bác sĩ, bạn sẽ thấy bệnh tật có dấu hiệu cải thiện, thậm chí một vài người gặp thầy gặp thuốc còn có thể chữa dứt được căn bệnh đã làm phiền mình suốt bấy lâu nay. Những lúc cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, đừng ngại tâm sự với người đáng tin cậy. Bạn sẽ cảm thấy tinh thần mình trở nên thư thái, nhẹ nhõm hơn nhiều. Có chuyện gì đừng giấu trong lòng, bạn sẽ chỉ cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi. Bạn phải mở lòng thì người khác mới biết để giúp đỡ bạn. 3. Tử vi hàng tháng của tuổi Kỷ Dậu 1969 trong năm 2024 như sau. Dự đoán tử vi 12 tháng trong năm 2024 của tuổi Dậu. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Kinh doanh buôn bán thuận lợi, suôn sẻ, có thể bắt đầu một dự định quan trọng nào đó, được quyết định một cách chóng vánh nhưng đúng đắn, tình cảm gặp biến cố do có sự dối trá. Tháng 2 năm 2024 âm lịch. Tiền bạc tiêu tốn, có điểm mất cuộc, sự cao ngạo của bản thân đã làm vụt mất cơ hội làm ăn lớn đã tới ngay trước mắt. Tháng 3 năm 2024 âm lịch. Tài lộc khởi sắc, làm ăn vượng phát, người làm công ăn lương có điểm thăng quan hoặc tăng lương thưởng, xuất hiện quý nhân phù trợ và có tin vui trong nhà. Tháng 4 năm 2024 âm lịch. Cần đề phòng khi phải phụ trách một công việc quan trọng nào đó vì sẽ gặp rắc rối và người ta chỉ quy kết cho người đứng đầu, hóa giải bằng cách hợp tác với người hợp tuổi để suôn sẻ hơn, sức khỏe giảm sút, bị bệnh đau nửa đầu hoặc các bệnh liên quan đến mắt nên đi thăm khám kịp thời.
tháng 5 năm 2024 âm lịch. Tài chính tiêu hao do tiêu tốn tiền của những mối quan hệ xã giao hoặc mua sắm cho bản thân, đề phòng mất đồ hoặc hỏa hoạn. Tháng 6 năm 2024 âm lịch. Công việc thuận lợi, nhờ quý nhân phù trợ, tình cảm thăng hoa, có điểm báo sẽ có khách quý từ phương xa mang đến tin vui bất ngờ. Tháng 7 năm 2024 âm lịch. Tài lộc vượng phát khi làm ăn thuận lợi, hợp đồng buôn bán được ký kết những mối lớn giúp thu về lợi nhuận dồi dào. Tháng 8 năm 2024 âm lịch. Đề phòng tai nạn khi đi lại, do có điểm báo họa hình thương, dễ bị vấp ngã, va quệt xe cộ, phụ nữ mang thai càng thêm cẩn trọng. Tháng 9 năm 2024 âm lịch. Sự nghiệp tiếp tục thăng tiến, nhờ những ý tưởng sáng tạo hỗ trợ công việc phát triển, nên có thể được cấp trên cất nhắc lên chức, tiền bạc rủng rỉnh, nhờ thu nhiều hơn chi. Tháng 10 năm 2024 âm lịch. Tài khí vượng, tiền bạc gia tăng, do có thêm nhiều nguồn thu, có thể thăng tiến cao hơn khi thể hiện được năng lực của bản thân. Nhưng sức khỏe giảm sút do sự lao lực quá độ, cần sắp xếp lại công việc để có thời gian nghỉ ngơi. Tháng 11 năm 2024 âm lịch. Có điểm báo tiểu nhân phá hoại, thị phi đeo bám, khiến công việc không được thuận lợi, mối quan hệ tình cảm cũng không như ý muốn, đề phòng tai nạn sông nước khi đi xa. Tháng 12 năm 2024 âm lịch. Tài chính tăng lên đáng kể, nhờ các khoản thu nhập phụ, lương thưởng gia tăng, vận quý nhân vượng, nên các mối làm ăn công việc đều thuận lợi, gặp khó hóa dễ, bản mệnh có thể mạnh dạn chuyển đổi công việc hay mô hình kinh doanh. Một số lời khuyên cho những người tuổi Kỷ Dậu năm 2024 để giảm thiểu tối đa những bất lợi và để những cát khí có điều kiện thăng hoa. Những người tuổi Kỷ Dậu nên chú ý thêm những vấn đề sau trong năm 2024 này. Tuổi Dậu cần cẩn thận với những kẻ tiểu nhân, kẻ thù ngầm, cần cẩn trọng trong việc đầu tư tránh bị lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. Cần chú ý đề phòng những bệnh về xương khớp, đau đầu, chóng mặt, cần cẩn thận trong việc lựa chọn đối tượng khi còn độc thân. Và phần quan trọng nhất trong video ngày hôm nay đó là phần hóa giải hung cát cho người tuổi Kỷ Dậu 1969 trong năm 2024. Cách phòng tránh và hóa giải xui xẻo có thể gặp phải trong năm 2024 cho tuổi Kỷ Dậu. Dù 2024 được đánh giá là năm khá cát lành với người tuổi Kỷ Dậu, nhưng không vì thế mà chủ quan khinh suất. Vẫn còn một vài nốt trầm khi hung tinh tác động. Để hạn chế nó, hãy áp dụng những điều sau, tuy đơn giản nhưng vô cùng hiệu nghiệm. 1. Sống khiêm tốn. Thắng không kiêu, bại không nản, khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đời này. Trong năm mà cát khí vượng nhiều may mắn thì người tuổi Kỷ Dậu lại càng cần đề cao tính này, tránh tình trạng ngạo mạn mà gây hấn, hoặc coi khinh người khác kẻo vướng họa thị phi, tổn hao danh tiếng. Đồng thời nên nhớ rằng, tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có, tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi bạn đã cố gắng hết mình, chăm chỉ làm việc, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 2. Làm nhiều việc thiện, việc tốt giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình, tới việc lớn hay bạn bè, mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. 3. Tập trung yếu tố nhân hòa chính bản thân mình. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là ba yếu tố tính toán của mệnh số vô cùng quen thuộc với mỗi người, trong đó thiên thời và địa lợi là hai yếu tố bên ngoài, tượng trưng cho may mắn, không phụ thuộc vào quyền kiểm soát của riêng ai, còn nhân hòa là yếu tố bên trong, nằm trong khả năng ta quản lý. Khi ta đã có thiên thời địa lợi rồi, thì cần tránh tuyệt đối tâm lý ỷ lại hay dựa dẫm vào đó, trái lại, nên tập nhìn sâu vào chính mình, biết điều gì sai mà sửa, biết điều gì là thế mạnh để phát huy, có như thế thì các khí mới được nhân lên, hung khí chiết giảm, người tuổi Kỷ Dậu mới chủ động làm chủ cũng như thay đổi số mệnh của chính mình, hướng tới năm 2024 thành công rực rỡ, sở cầu như nguyện ở nhiều phương diện. Vừa rồi là nội dung tổng quan chung của tuổi Kỷ Dậu 1969, vậy xét riêng về nam mạng và nữ mạng trong năm 2024 này sẽ ra sao? Xin mời quý anh chị cô bác cùng theo dõi phần luận giải dưới đây nhé. Đối với nam mạng, qua những yếu tố phân tích phía trên, có thể tổng kết lại tử vi năm 2024 tuổi Kỷ Dậu nam mạng như sau. Đây sẽ là một năm cát lành, nhiều may mắn và thành công. Công việc làm ăn khá thuận lợi, đôi khi chịu tác động của hung tinh mà trục trặc giữa chừng, nhưng cuối cùng vẫn đạt kết quả kỳ vọng, đương số giàu kinh nghiệm sống và làm việc.
dễ dàng đưa ra được nhiều quyết định chính xác, giúp ích cho tập thể. Nếu làm lãnh đạo, bạn thường nhận được sự tôn trọng và nể phục của nhân viên cấp dưới. Tình hình tài chính phát triển rực rỡ khi bạn liên tiếp nhận được tiền thưởng nóng hoặc tiền lời lãi mà không tốn quá nhiều công sức. Bản mệnh kiếm tiền dựa vào công sức của chính mình nên có thể yên tâm hưởng thụ, không lo bị ai chiếm đoạt. Gia đạo năm này khá hài hòa, có thể đón hỷ tín từ con cháu trong nhà, tuy nhiên nên dành thời gian và quan tâm nhiều hơn đến nửa kia và con cái của mình. Chớ đưa ra những ý kiến áp đặt người khác, trước khi ra lệnh thì hãy đặt mình vào vị trí của người thân, như vậy thì bầu không khí gia đình sẽ hòa thuận hơn nhiều. Sức khỏe hầu như tốt, ít đau ốm hay mắc bệnh nghiêm trọng, ốm đau cũng dễ gặp thầy gặp thuốc nhanh khỏi, nhưng cũng có thời điểm vận khí xuống, bệnh tật tấn công, hao tốn không ít tiền của để chữa trị. Đối với nữ mạng, dựa vào những phân tích phía trên thấy rõ 2024 là năm bình ổn, thuận lợi với tuổi Kỷ Dậu nữ mạng sinh năm 1969, công việc làm ăn tiến triển đều đặn, thuận lợi, đôi khi chịu tác động của hung tin mà trục trặc giữa chừng, nhưng cuối cùng vẫn đạt kết quả như kỳ vọng, đương số giàu kinh nghiệm sống và làm việc, dễ dàng đưa ra được nhiều quyết định chính xác, giúp ích cho tập thể. Nếu làm lãnh đạo, bạn thường nhận được sự tôn trọng và nể phục của nhân viên cấp dưới. Tài lộc dần vào ổn định, các nguồn thu đổ về đều, một số còn có lộc kinh doanh buôn bán, liên tiếp nhận tiền lời mà không tốn quá nhiều công sức. Bản mệnh kiếm tiền dựa vào công sức của chính mình nên có thể yên tâm hưởng thụ, không lo bị ai chiếm đoạt. Gia đạo năm này khá hài hòa, có thể đón hỷ tín từ con cháu trong nhà, tuy nhiên nên dành thời gian và quan tâm nhiều hơn đến nửa kia và con cái của mình. Chớ đưa ra những ý kiến áp đặt người khác, trước khi ra lệnh thì hãy đặt mình vào vị trí của người thân, như vậy thì bầu không khí gia đình sẽ hòa thuận hơn nhiều. Sức khỏe hầu như tốt, ít đau ốm hay mắc bệnh nghiêm trọng, ốm đau cũng dễ gặp thầy gặp thuốc nhanh khỏi, có điều cần đề phòng tranh chấp thị phi, khiến đương số vướng vào tai hình, kiện cáo, gặp chuyện quan sự, tai bay vạ gió, mua đồ cũng cần chú trọng yếu tố chất lượng, tránh nghe lời ngon ngọt mà bị lừa gạt, khiến tiền mất tật mang. Thưa quý vị, kiếm tiền đã khó, nhưng giữ tiền còn khó hơn gấp nhiều lần. Đó cũng là lý do tại sao mà nhiều người kiếm được tiền nhưng chẳng bao giờ có chút tiền nào cả. Vậy hãy xem cách dùng tiền thông thái của người Nhật. Lối sống của người Nhật rất khiêm tốn, họ không cần khoe khoang tiền bạc hay thích vô trương sự giàu có như một số quốc gia châu Á khác. Ở quốc gia này, chỉ có một số ít người dùng túi hiệu, hàng xa xỉ vì họ xem đó là biểu hiện của việc lãng phí, không thông thái về tiền bạc. Trong khi ở nước ta, giới trẻ thích đi ăn nhà hàng để check-in khoe với bạn bè hoặc đơn giản là đăng trên mạng xã hội để được nhiều người trầm trồ, thì người Nhật lại ngược lại, họ ưu tiên các bữa ăn tại gia đình hơn là chi số tiền lớn cho các nhà hàng sang trọng, có giá cắt cổ. Đi xe đạp hoặc phương tiện công cộng, ở những khu vực không quá đông đúc, người Nhật xem xe đạp là phương tiện di chuyển chủ yếu giúp họ đi lại ở những quãng đường không quá xa, lại có thể tiết kiệm rất nhiều tiền bạc. Nếu sử dụng một chiếc ô tô, họ sẽ phải chi tiền cho việc bảo dưỡng xe, sửa chữa, xăng, tiền bảo hiểm, tiền giữ xe, đó là một khoản tiền không nhỏ mà họ có thể dùng cho việc khác nếu không sử dụng ô tô. Không chỉ có thể, người Nhật cũng rất giữ gìn, bảo vệ, chăm sóc chiếc xe của mình để đảm bảo chúng luôn sạch sẽ, bền lâu. Khi sử dụng xe đạp, họ có thể đổ bất cứ đâu nếu tiện và không tốn chút chi phí nào. Ngoài ra, tình trạng trộm cắp không xuất hiện ở đây nên người dân luôn cảm thấy an tâm. Không thuê người giúp việc. Ở Việt Nam, nếu quá bận rộn, chúng ta thường có xu hướng thuê người giúp việc để có người hỗ trợ chăm sóc con, dọn dẹp nhà cửa, nhưng ở Nhật hầu như không có giúp việc. Đối với họ, người mẹ luôn chịu trách nhiệm chăm lo nhà cửa, con cái, vì chính mẹ mới là người gắn kết gia đình thông qua những việc làm ấy. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, người Nhật đành bỏ tiền thuê người giúp việc theo giờ, tiết kiệm cho con cái. Lối sống của họ tiết kiệm từ việc ăn uống cho tới việc ở. Vì thế các căn hộ tại đất nước mặt trời mọc chủ yếu kiểu truyền thống với kích thước nhỏ, thuận lợi cho việc sinh hoạt, không chi quá nhiều tiền cho ngôi nhà, nên họ tiết kiệm được khoản tiền kha khá và chủ yếu họ dùng cho việc chăm sóc con. Cách dùng tiền thông thái của người Nhật còn thể hiện ở việc họ đầu tư cho các con, thế hệ tương lai của đất nước mặt trời mọc. Tuy tỷ lệ sinh con ở Nhật không nhiều, nhưng những ai có con dành tới 1/2 thu nhập cho con cái, nhưng đó là tiền để đầu tư cho con học hành, có được nền giáo dục tốt nhất có thể. Họ cho con học các khóa học về chiến lược đầu tư, giúp con họ sau này tự tìm cách để tài sản của mình ngày càng nảy nở, sinh sôi. Dùng tiền đầu tư vào kiến thức, khi tìm hiểu vì sao người Do Thái coi trọng sự giàu có, ta đã biết rằng người Do Thái dùng hầu hết tiền bạc của mình để đầu tư cho bản thân, cho việc khai mở trí tuệ, học hỏi những kiến thức mới, và lối tư duy này khá tương đồng với những người Nhật.
không chi cho những thú vui xa xỉ, nhưng sẵn sàng dùng tiền của mình cho việc đầu tư vào học hành, phát triển bản thân. Khuyến khích lối sống tiết kiệm, tuy việc không dùng tiền cho việc ăn uống sang trọng, mua nhà đẹp, sắm xe sang đã phản ánh phần nào lối sống tiết kiệm, cách dùng tiền thông thái của người Nhật, nhưng họ thậm chí còn nhân rộng lối sống và tư duy tiết kiệm từ trong những việc rất nhỏ. Những vật dụng trong nhà của họ đều có kích thước nhỏ để phù hợp với căn hộ. Những thiết bị gia dụng, điện tử cũng được giữ gìn cẩn thận để kéo dài tuổi thọ sử dụng. Quý vị thân mến, trên đây là toàn cảnh tử vi tuổi Kỷ Dậu trong năm Giáp Thìn 2024, dự báo vận hung cát trên mọi phương diện từ công danh, tài lộc tới tình duyên, sức khỏe. Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc cho quý vị khán thính giả luôn sống bình an, hạnh phúc, luôn mạnh mẽ vượt qua mọi giông tố trong cuộc đời và gặt hái thành công mỹ mãn. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp quý vị có được cái nhìn tổng quan về cuộc đời của mình. May mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng được tránh xa, để vạn sự hanh thông, triệu điều như ý. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Và sau đó bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Chúc quý cô bác Kỷ Dậu năm mới vạn sự cát lành. Xin cảm ơn.